Hồ Việt Trung làm rối loạn hậu trường tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Không phải là một cái tên đình đám trong showbiz, nhưng những gì Hồ Việt Trung đạt được khiến nhiều đồng nghiệp phải trầm trồ. Đầu tiên phải kể tới sự thành công của series phim ca nhạc Giải Cứu Tiểu Thư. Sản phẩm do chính anh lên ý tưởng và thực hiện đã trở thành video phim ca nhạc có lượt xem nhiều nhất do đại diện YouTube tại Việt Nam trao tặng. Kể từ đó, Hồ Việt Trung được mệnh danh là ông hoàng triệu view. Series phim ca nhạc này từng lập kỷ lục MV đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay tại Việt Nam đạt thành tích 10 triệu view sau một tuần phát hành, đã tạo nên kỷ lục mới trong thị trường nghe nhìn kỹ thuật số. Danh xưng ông hoàng triệu view không phải là tự nhiên mà truyền thông dành cho anh, mà đó là chất lượng và các sản phẩm Hồ Việt Trung giới thiệu đều mặc định đảm bảo sẽ đạt được lượt xem vào hàng triệu. Thành công của những sản phẩm trên đã góp phần đưa tên tuổi của Hồ Việt Trung từ một ca sĩ còn xa lạ trở thành một cái tên nổi bật trong làng nhạc với khả năng diễn xuất, ca hát và sáng tác nhạc. Trong khi đó, Vĩnh Thiên Kim từng khiến nhiều khán giả trẻ phát sốt với ca khúc độc lạ Vọng Cổ Tiên, đã giúp tên tuổi của cô trở nên quen thuộc với nhiều người yêu nhạc. Lần đầu tiên cô kết hợp cùng Hồ Việt Trung để trở thành cặp thí sinh ăn ý tham gia cặp đôi vàng. Đây là phiên bản nghệ sĩ độc đáo của game show âm nhạc Tuyệt Đỉnh Song Ca đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả yêu nhạc. Trong ngày ghi hình cặp đôi vàng, cặp song ca được các fan họ reo cổ vũ rất nhiệt tình, thậm chí còn vây kín khi thấy thần tượng của mình đi từ sân khấu ra hậu trường. Cặp đôi vàng được cầm cân nảy mực bởi hai vị giám khảo cố định là Mr. Đàm và Cẩm Ly, cùng với giám đốc âm nhạc ông xã Cẩm Ly nhạc sĩ Minh Vi và một giám khảo khách mời thay đổi qua từng tập. Đặc biệt trong tập 1 là danh ca nổi tiếng Elvis Phương. Ngoài Hồ Việt Trung và Vĩnh Thuyên Kim, cặp đôi vàng còn có sự tham gia của những đôi song ca đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như hài, điện ảnh, nhạc kịch. Dẫn chương trình là anh chàng MC dí dỏm Vui Tính Nguyên Khang. Sự nhí nhảnh trẻ trung của cặp đôi ông hoàng bà chú Hồ Việt Trung Vĩnh Thuyên Kim với thế mạnh dòng nhạc trẻ. Lần này cả hai cùng phối hợp trong cặp đôi vàng với chủ đề Bolero. Liệu cặp đôi này sẽ mang đến những bất ngờ gì? Cùng đón xem tập 1 cặp đôi vàng phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ thứ hai ngày 21 tây tháng 11 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.